Chào quý anh chị bác sĩ, quý anh chị em. Mình là bác sĩ Quang, chịu trách nhiệm kỹ thuật bên cái mảng vật tư thú y phòng khám. Hôm nay là mình sẽ giới thiệu cái quy trình test một cái que test ký sinh trùng máu nhóm Mechanic ở trên chó. Thì thông thường khi mà khám để nghi ngờ và chẩn đoán một cái ca bệnh ký sinh trùng máu thì quy trình của bên mình là xét nghiệm máu, kiểm tra lâm sàng, cận lâm sàng, hỏi bệnh lịch của vật nuôi, cũng như xét nghiệm máu. Sau khi có kết quả xét nghiệm máu, các cái chỉ số biến thiên bất thường về các hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu nghi ngờ thì mình sẽ cho kiểm tra test cái ký sinh trùng máu. Thì trong đó tỷ lệ ở khu của mình nó test cái Echinacea là tỷ lệ nhiễm cao nhất, kế đến là cái Anaplasma, cái thứ ba là cái Babesiae. Thì hiện tại bên mình có ba cái nhóm test là test ký sinh trùng máu nhóm Eka, Ana và Babesiae. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cái quy trình test một cái mẫu đúng cái quy trình. Thì đây là vật mẫu. Thì mình lấy máu là mình lấy máu tĩnh mạch, garo, sát trùng lấy máu. Thì sau khi mình lấy máu xong á, thì cái mẫu máu nếu mà anh chị em nào có điều kiện có máy ly tâm thì mình sử dụng cái máy ly tâm để ly tâm cái mẫu máu. Còn nếu không có máy ly tâm thì cũng có thể là sử dụng cái máu toàn phần để test. Thì hôm nay bây giờ mình đã chuẩn bị một cái mẫu máu ở đây rồi. Đây là một cái mẫu máu của một con chó. Đây là cái mẫu đã được tự lắng. Cái này mình không có ly tâm, mình để nó tự lắng. Ly tâm thì nó sẽ trong hơn. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cái quy trình test. Rồi con đi xuống dưới nha. Cảm ơn. Thì mình sẽ hướng dẫn cái quy trình test của cái ký sinh trùng máu nhóm Echinacea. Đây là cái que test Echinacea. Thì ở bên trong nó bao gồm cái thứ nhất á là một lọ dung môi đi kèm một hộp như thế này, chỉ có một lọ dung môi và 10 cái que test và một tờ hướng dẫn sử dụng. Thì quy trình test nó như thế này. Cái thứ nhất là mình sẽ sử dụng cái mình xé que test ra. Và đây là cái mẫu máu được ly tâm. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái mẫu. Cái lượng mình chỉ cần nhỏ một giọt của cái huyết tương đã được ly tâm vào bên trong. Và mình đợi 1, 2, 3, 4, 5. Mình nhỏ thêm một giọt nữa. Nên mình đợi 1, 2, 3, 4, 5. Thì bây giờ mình sẽ nhỏ cái dung môi. Cái dung môi này vào. 1, 2, 3. Thì mình sẽ đợi. Sau khi mình nhỏ cái dung môi vào, mình sẽ đợi. Thì đợi để cho cái que test này nó hoạt động thì... Các anh chị lưu ý như thế này. Đó là cái mình luôn luôn để cái que test nó nằm ngang như thế này nha. Đấy, thì bây giờ là cái quá trình xảy ra của nó sẽ là quá trình thấm dần lên cái que test. Mình tránh cái tình trạng là mình cho cái huyết tương quá nhiều và mình cho cái dung môi quá nhiều thì thay vì nó thấm lên thì nó sẽ chảy lên. Nó chảy lên là nó sẽ gây lỗi cái que test. Thì cái quá trình thấm như thế này là đảm bảo que test nó hoạt động đúng kỹ thuật của nó này. Hiện tại bây giờ là cái que test nó đang dần thấm lên. Thì đây là cái que test ký sinh trùng máu nhóm nhóm ký sinh trùng máu nhóm Echinacea. Đây là test kháng thể nha. Test AB là test kháng thể. Và mình có thể test bằng huyết tương. Ngoài ra thì mình cũng có thể test cái que test này bằng cái máu toàn phần. Đây, cái máu này là nó được lắng rồi nè. Bây giờ mình sẽ test bằng máu toàn phần. Mình lát đều lên. Là các anh chị có thể là sử dụng máu toàn phần để test, không nhất thiết là phải ly tâm cái mẫu máu này. Bây giờ mình sẽ khui một que test thứ hai nè. Đây, thì mình sẽ sử dụng cái micro cái paper này để mình lấy cái mẫu. Mình lấy cái mẫu. Không cần nhiều, một xíu thôi. Đây. Mình sẽ cấy, mình thay vì mình nhỏ trực tiếp vào trong cái khay á thì nó sẽ đông. Và mình sẽ nhỏ lên trên cái mép của cái khay này.
Đó, mình nhỏ lên cái mép như thế này. Sau đó mình sẽ nhỏ cái dung môi. À, mình sẽ nhỏ cái dung môi vào. Mình chỉ cần nhỏ 3 giọt dung môi thôi.